Xin chào cả nhà. Lead về máy lọc không khí tiếp theo giới thiệu với anh em. Thì lead này mình xin làm lead toàn cửa ngáp cho các bạn nhé. Vẫn là thương hiệu Sharp quen thuộc rồi. Chức năng là không khí bùa và trừ khuẩn bằng công nghệ ion. Thì hiện tại đây em đang có hai màu và hai mã. Hai màu tức là một màu trắng và màu đen. Hai mã gồm một mã là công suất 54W là B70 và công suất cao 74-77W là B70 và 57-700i các bạn nhé. Hình thức rất là đẹp, tất cả bên mình đã đổi nguồn 220V, vài bùa mới, cảm biến mới, màng HEPA mới, màng than zin, dạng than tổ ong đời mới như mới các bạn nhé. Dòng này tất cả đều là dòng than tổ ong rồi, đời mới thì tất cả hãng thay đổi hết thành than tổ ong, và cái date niên đại tầm từ 2013 đến 2014 các bạn nhé. Đấy, xin lướt qua từng con nhanh cho các bạn tham khảo, vì cái dòng này thì bên mình cũng lên video rất là nhiều rồi, chiếu cho các bạn xem hình thức thôi. Và giá bên mình luôn công khai rõ ràng, dòng B50 công suất 54W dành cho phòng tầm 25 đến 30 vuông đổ lại, giá 2,4 triệu bao ship. Dòng thứ hai là dòng AB70 công suất là 74W dành cho phòng tầm 35-40 mét vuông đổ lại, giá 2,7 triệu bao ship cho anh em nhé. Tất cả sản phẩm thì bên mình luôn bảo hành 6 tháng cho các bạn. Trong quá trình sử dụng mà phát sinh vấn đề gì thì bên mình sẽ gửi phụ kiện thay thế cho anh em. Đấy. Lướt qua một số cái con cho anh em. Đây, dòng 500i đây. Hay là dòng B70 thì nó hoàn toàn giống nhau thôi các bạn nhé. Nó chỉ khác là thằng Y này thì có cái chức năng set độ ẩm này. Chức năng này có cũng như không thôi, bởi vì auto định là 65% là nó đã bù ẩm rồi. Đấy. Hình thức thì con nào cũng đẹp, sáng sủa. Mặt trên mặt dưới đều là trắng đều. Còn cái nào mặt trên mà bị hơi ngả màu thì mình sẽ rẻ ăn tầm 200-300 nghìn. Đấy, em này 2,4 triệu bao ship cho anh em. Tiếp theo đây, B50 đây. Đồng này khi bạn bật tắt nó sẽ đóng cái cửa ngáp lại, hoặc là hàng cửa ngáp tự động. Đấy, bật lên em mở lên. Thì mình cũng có hai màu ở đây, hai màu trắng này, đây là màu đen này. Đấy, màu đen. Tất cả đều sơn zin nhé. Cái này là mình xịt cái A bóng A10 để cho bảo vệ lớp sơn và trông nó sáng thôi. Đấy, B50, đây là 3 con B50 màu đen các bạn nhé. Đây, một con B50 màu trắng nữa. Như đây rất trùng hợp là 3 con trắng, 3 con đen, đều là dòng công suất 54W các bạn nhé. Nên anh em lưu ý là có dòng ví dụ B50 thì có 500i thì nó có cửa ngáp thêm chế độ set độ ẩm, nên còn dòng B50 thì cũng có cửa ngáp nhưng không set độ ẩm. Nhưng mà chức năng set độ ẩm thì hoàn toàn giống nhau thôi, nên mình cứ đều bán đồng giá các bạn ạ. Ba đen, ba trắng, 2,4 triệu bao ship. Đấy, cao hơn một chút thì đây mình đang có 4 con. Thì 3 con trắng và 1 con đen là dòng B70. Đấy, ở đây họ là 700i. Đấy các bạn thấy chưa? 700i. Thì nó ông y thêm trang sắt lẩm này, ấn nó nhảy này. Đấy, muốn bao nhiêu bù nhưng mà để auto cho mình là xong. Đấy, chả sao cả. Hình thức đều đẹp. Đấy. Đây thì có 3 em trắng. B70 này, B70 tiếp này, em trong này thì này, em 700 i5, cũng rất trùng hợp luôn. Đấy. 4 em thì là bạn 2 em B70 và 2 em 700 i các bạn nhé. Đấy, tất cả ở đây là các bạn được là 8 em là B50 và B70. Đấy, giá 2,3 triệu đến 2 triệu, xin lỗi em, 2,4 triệu đến 2,7 triệu các bạn nhé. Thì có cái giờ em nó hơi ngả màu một chút thì đây, ví dụ con này nó sẽ ngả màu, này thì mình sẽ bán rẻ hơn này. Đây nhá, mặt trước thì rất là sáng sủa đẹp, mặt trên cái chất nhựa này. Riêng cái dòng cửa ngáp thì gần như 10 con thì 9 con cái mặt trước này bao giờ nó bị ngả màu, không biết tại sao hãng là làm thì cái kiểu ấy. Mặt trước thì rất là trắng trẻo đẹp, thế nhưng cái mặt sau hay bị ngả màu, đây hơi bị ngả một chút nhá. Nếu anh em nhìn trước này thì các em không thấy, các bạn nhìn gần rồi chúng ta sẽ thấy. Thì bên mình bán rẻ đi, 2,2 triệu cho các bạn, rẻ 200 nghìn, thế còn vẫn cứ đẹp sạch sẽ thôi. Đấy, thì có dòng 2,2 triệu, thế còn anh em nào thích tính thì cứ chơi dòng 2,4 triệu này. Đấy, 200 nghìn cũng không đáng bao nhiêu, nhưng mà bạn thích thì mình bán theo giá hàng đẹp này, còn không thì hàng chơi hàng 2,2 triệu các bạn nhé. Để lên đại thì đây, lướt qua một số các em cho các bạn, lướt qua 2013 này, cũng 2013 này. Đấy, đa số là tầm 2012 đến 2013 các bạn nhé.
Nói chung cái bọn này thì mình không cần quan trọng để ý đến lắm, nó phải dao động từ 12, 13, 14 thôi. Cái quan trọng là cái hình thức nó đẹp và mọi chức năng hoạt động hoàn hảo là ok. Anh em cứ cần thì liên hệ với em qua số điện thoại 0979 665 264. Ngoài ra anh em mà cần các cái phụ kiện thay thế cho cái dòng máy lọc không khí này, Daikin này, Saab này, Bala thì cứ báo em, thì em đều có đầy đủ các phụ kiện thay thế các bạn nhé. Ok, xin chào anh em ở những video sau.